420 cũng 20 đô rồi. 20 đô. Em biết cái tiền đâu. Thì một mà tính 20 ngàn. Thì ở đây nó vậy á, ở đây chị em làm toàn 5-600 không mà, em làm 4-5-2 em thấy rẻ lắm rồi. 4-500 cái đó là phải có bông Có để sách bông. treo lon anh. Design á. Nhảy Việt Nam làm một bộ này cũng giống ở đây vậy nha, giá tiền. Mắc mà. Lúc mày Việt Nam cũng bắt chuyện ha. Là anh dè anh không dám nói nó biết anh nào không phải người người bên kia con kỳ last year September mới về nguyên nó mà nó biết liền anh nói anh không phải là người ở đây nói sao em biết tại anh cũng phơi đen lắm á cái người đen lắm á nó cũng biết là anh không phải người ở Việt Nam không ra gốc Việt Nam Ủa giờ anh là gốc gốc Pháp